Việt và nhóm Bạch Việt trân trọng kính chào quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam trên Facebook Chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa. Hôm nay chủ nhật mùng 1 tháng 11 năm 2020, nhóm Bạch Việt sẽ đảm trách các buổi hội luận về Hoa Kỳ và cuộc bầu cử 2020 mỗi chủ nhật từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều giờ Cali, mỗi chủ 10 tuần liên tục trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Hôm nay tuần lễ thứ 10 trên 10, đề tài sẽ là chung kết về vận động bầu cử Donald Trump và cựu phó tổng thống Biden do giáo sư Vũ Quý Kỳ đảm trách. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng nghiêm trang trong nghi thức chào cờ khai mạc lễ chào quốc kỳ Việt Nam tự do bắt đầu. Nền công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi tìm cái gì? Vì tương lai có chân, cùng sống và phát triển, làm sao cho từ nay luôn vững bền cho thầy bao. Phù mưa để mau đào đêm bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phút cầu nguyện và mặc niệm. Lễ tưởng Tổ Hùng Vương, các anh hùng liệt nữ của dân tộc đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dãy Giang Sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Lễ tưởng nhớ đến hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 binh sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến dân tộc Việt Nam. Để tưởng nhớ công đức đầy trí huệ của các quốc phụ Hoa Kỳ đã xây dựng thành công nền Cộng Hòa pháp trị dưới các giá trị nhân bản, tự do, khai phóng và hoàn toàn đặt niềm tin vào Thượng Đế, In God We Trust. Hôm nay mùng 1 tháng 11 trùng với ngày tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Hai ngài đã bị thảm sát vì đặt chủ quyền của dân Việt Nam lên trên hết. Chỉ trong 9 năm, Tổng thống Diệm đã để lại một di sản về chính trị, kinh tế và xã hội vượt trội hơn nhiều các quốc gia Đông Nam Á thời bấy giờ. Nhiều quốc gia đã bơ về Sài Gòn như một hòn ngọc viễn đông. Sau khi ông bị thảm sát, Việt Nam và cả vùng Đông Nam Á rơi vào một khoảng trống chính trị nguy hiểm và miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chỉ trụ lại được 12 năm rồi rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt là con đẻ của Mao. Di hại đó còn cho đến tận ngày nay khi chủ quyền dân tộc hiện rất mong manh. Chúng ta trang tưởng niệm hai vị và cầu mong hồn thiêng sông núi độ trì cho dân tộc Việt Nam sớm có độc lập, đồng bào mọi giới cơm no áo ấm và có quyền mưu tìm hạnh phúc cho mình, gia đình mình và cho toàn thể xã hội Việt Nam. Phút mặc niệm và cầu nguyện bắt đầu. Lần nữa xin cảm ơn tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã nghiêm trang trong nghi thức chào cờ khai mạc. Và như thường lệ, Lạc Việt xin được dành 2-3 phút để nói về cộng đồng Bách Việt trên toàn cầu. Hôm nay cổ năm đến 15.000 năm trước công nguyên, cộng đồng Bách Việt cổ đại đã tụ họp sinh sống tại địa bàn núi Thái Sơn, vùng hạ lưu sông Hoàng Hà, phía trên Bắc Kinh ngày nay. Họ định cư định canh và khởi đầu thuần hóa, tức domestic hóa một loại cỏ mà ngày nay ta gọi là cây lúa. Lâu dần, tộc Bách Việt cổ đại đã là chủ nhân ông của nền văn minh lúa nước rực rỡ trong lịch sử loài người. Sau đó, các tộc du mục sống nghề chăn nuôi gia súc, giỏi cưỡi ngựa và hiếu chiến đã đánh bật tộc Bách Việt ra khỏi địa bàn núi Thái Sơn. Dù 150 thế kỷ đã trôi qua, mà cho tới tận ngày nay, đa phần chúng ta, con cháu Việt cũng chẳng biết núi Thái Sơn ở đâu trên quả địa cầu này. Thế mà chỉ nhờ những lời ru cà của mẹ hay của chị đã truyền cảm hứng vào ký ức quê hương, ký ức lịch sử, công cha như núi Thái Sơn, mà con cháu vạn đời còn tìm lại được quê cũ của tổ tiên mình. Sau khi tộc Bách Việt cổ đại bị đánh bật khỏi địa bàn núi Thái Sơn, tộc Bách Việt túa ra ba hướng, đó là xuôi nam về đồng bằng sông Dương Tử, nhánh túa ra biển Đông Bắc hình thành các quốc gia Nhật và Hàn, nhánh còn lại bắc cực tiến vượt eo biển Bering vào vùng Bắc Mỹ ngày nay ta gọi là Alaska và Canada. Ông Moon Jae-in, Tổng thống Hàn Quốc, tự nhận mình là con cháu Bách Việt. Hoàng Chí Phong Yu Suong, Hồng Kông, tự nhận mình là con cháu Bách Việt. Bà Tổng thống Thái Anh Văn nói mình không phải tộc Hán, là người gốc bản địa Đài Loan chính là của một tộc Bách Việt. Alaska, tiếng của bản địa da đỏ mà bây giờ ta nên gọi là tộc Bách Việt Bắc Mỹ cổ đại. Alaska có nghĩa là mênh mông. Ngay từ Canada, cũng là tiếng của tộc Việt Bắc
tộc Việt Bắc Mỹ cổ đại, có nghĩa là làng. Làng chính là một ký ức quê hương của tộc Bách Việt. Tộc Bách Việt định cư định canh sống thành làng. Trên Bắc Cực Canada có một làng rất lớn, đó là làng Nunavut, rộng tới 3 triệu cây số vuông. Năm 1999, làng Nunavut có quy chế tự trị trong nước Canada. Biểu tượng hình người đá dựng trên vùng Bắc Cực của tộc Bách Việt Nunavut để chỉ đất này đã có chủ. Biểu tượng này ngày nay đã trở thành biểu tượng văn hóa và chủ quyền của nước Canada. Làng Nunavut, tộc Bách Việt cổ đại Bắc Mỹ, cũng đã mang theo mình ký ức quê hương trong một trò chơi con nít Bách Việt đã lưu truyền xuyên suốt lịch sử 150 thế kỷ cho đến tận ngày nay. Trò chơi quy tụ con nít đông bao nhiêu cũng được, ngồi thành vòng tròn, duỗi thẳng hai chân mà hát. Nuna nu đống, cái cống nằm trong, cái ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, ai mà bị bắt thì ruột chân vào. Thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, giặc Hán từ nhiều ngàn năm nay cố gắng đồng hóa tộc Việt khi có cơ hội, xóa nhà các biên cương lịch sử và văn hóa tộc Việt, để ngày nay giặc cộng tôn giặc là cha và cho rằng Việt Nam là đứa con hư, cần trở về với cội nguồn là Tàu Cộng. Tuy vậy, giới trí thức Tàu Cộng rất sợ cộng đồng cư dân Bách Việt, vì càng văn minh tiến bộ thì những gì họ ăn cắp, nhận vơ sẽ càng ngày càng lòi ra ánh sáng. Cổ sử Việt Nam tuy huyền nhưng không ảo, tuy mơ nhưng lại thực. Sự hiện hữu của cộng đồng cư dân Bách Việt là một sự thật lịch sử của huyền sử tin rồng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi về cộng đồng cư dân Bách Việt định cư trên toàn cầu. Và bây giờ chúng ta trở về với buổi hội luận hôm nay với giáo sư Vũ Quy Kỳ, là tổng kết những cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Donald Trump và của cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Xin kính mời giáo sư Vũ Quy Kỳ. Trong khi chờ đợi giáo sư Vũ Quy Kỳ và anh Phong Trần có thể nối kết đường phone, Lạc Việt xin chia sẻ một tin vui là đã từ lâu và cũng trên diễn đàn này Lạc Việt đã nói về cộng đồng cư dân Bách Việt thời Trưng Nữ Vương. Mà bây giờ thì chúng ta biết là Trưng Nữ Vương mà giặc Hán gọi là Hai Bà Trưng, gọi sách mé là Hai Bà Trưng, và cho rằng thế lực của Hai Bà Trưng chả là gì cả, chỉ nổi lên ở đâu gần Hà Nội. Nhưng thực sự thì không phải thế. Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam là một tên gọi Lạc Việt đã phổ biến cách đây 5 năm. Và hiện nay thì có nhiều YouTube đã dùng cái bài viết này và đã nói về cái điều này. Đó là điều rất vui và đáng mừng. Bởi vì cái điều mà chúng ta nói ở trên diễn đàn này thì đã có cơ hội nó đi xa hơn, đi rộng hơn để cho mọi người có thể hiểu được rằng giặc Hán đã bóp méo vo tròn cái lịch sử của Việt Nam và đưa vào lịch sử Việt Nam bằng những cái lịch sử do người Hán đã vo tròn bóp méo chứ không phải là chính sử. Và trong khi chúng nó đô hộ, giặc Tàu đô hộ chúng ta hàng ngàn năm và sau đó thì nhiều cuộc xâm lược nữa như triều nhà Minh chẳng hạn, thì chúng nó đã đốt hết tất cả các tài liệu sách vở của người Bách Việt. Chúng nó đã mô phỏng và tất cả những cái nền văn minh và văn hóa của tộc Bách Việt để rồi nhận là của mình. Và cũng như thế, tại sao chúng ta lại gọi Trưng Nữ Vương là Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam? Trưng Đại Đế bởi vì lúc đó Trưng Nữ Vương đã vận động được một cái cách mạng lịch sử để cùng đứng lên giải phóng toàn thể đất của Bách Việt. Đó là từ phía nam bờ sông Dương Tử, tức là Hồ Bắc, Hồ Nam, khu vực Đập Tam Hiệp ngày nay. Từ đó mà xuôi nam đến dặn Ngũ Lĩnh mà chúng ta mà thời Trưng Nữ Vương gọi là Lĩnh Nam, và xuống tới tận vùng sông Hồng, tức là của đất của Lạc Việt. Và ngay cả như Đài Loan chúng ta cũng biết đó là đất của tộc Bách Việt mà có tên gọi là Nam Việt. Và như chúng ta đã biết, cuộc giải phóng giành độc lập của Trưng Nữ Vương không phải chỉ xảy ra ở miền Bắc, không phải chỉ xảy ra ở Hà Nội, không phải chỉ xảy ra ở sông Hát hay sông Hồng,
mà xảy ra trên toàn cõi đất của lĩnh Nam, từ bờ Nam sông Dư Tử đến ngũ lĩnh sông Hồng, Quảng Đông, Quảng Tây và xuống tới vùng của sông Hồng mà Hà Nội ngày nay. Thành thử ra cái cuộc cách mạng đó, cái cuộc giải phóng đó nó rộng lớn, và Trưng Nữ Vương đã có thể điều động được toàn binh lực lớn lao như vậy, rộng lớn như vậy, gấp 10 lần nước Việt Nam bây giờ, thì phải nói là một cuộc đối đầu với lại Hán Vũ Đế. Do đó, sử của chúng ta, của Bách Việt sẽ vinh danh Ngài như là Trưng Đại Đế, bởi vì để có thể đối đầu với Hán Vũ Đế thì đây là Trưng Đại Đế, bởi vì đất đai của Ngài, dân số của Ngài đông hơn của Hán Vũ Đế rất nhiều, nên chúng ta gọi là Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam. Đó là một cái tên gọi mà chúng ta mới đầu nghe thì nghe rất lạ tai, bởi vì chưa bao giờ nghe như vậy. Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam, tại sao lại Đồng Đình? Đồng Đình là cái gì? Thưa, Đồng Đình là cái tên Đình Hồ, chứ không phải là Động Đình Hồ. Tên đúng của nó là Đồng Đình Hồ, chứ không phải là Động Đình Hồ. Động Đình Hồ thì chỉ nói đến những cái động ở trên cái vùng Đồng Đình đó. Giữa hồ đó có rất nhiều khu vực núi non hiểm trở, và nơi đó có nhiều núi, có nhiều thác nước, và dân tộc chúng ta đã nối kết hai câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, núi Thái Sơn ở bờ nam sông Hoàng Hà trên Bắc Kinh ngày này, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mê nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra tức là vùng núi của vùng hồ Đồng Đình. Tại sao chúng ta lại gọi là hồ Đồng Đình? Bởi vì cái hồ đó, trên cái hồ đó trước đây dân tộc ta chúng ta chọn là thủ đô. Người dân Bách Việt của chúng ta đã chọn vùng hồ Đồng Đình là thủ đô, nên cái hồ Đồng Đình, đồng là cùng, đình là triều đình, tức là nơi cùng nhau họp triều đình, nên chúng ta gọi là hồ Đồng Đình, chứ không gọi là hồ động Đình Hồ như tên gọi mà chúng ta thường thấy cả hàng trăm năm hay là cả hàng 10 thế kỷ, khi mà giặc Tàu nó đô hộ nó đã gọi như vậy. Và chúng ta biết là cùng tham gia với Trưng Nữ Vương thì có tới ít nhất người ta còn biết được 162 vị đại tướng mà toàn là nữ. Nữ đại tướng đã theo phò Trưng Nữ Vương, và các ngài đã đánh một cái trận không phải ở nơi mà là trên toàn cõi Trung Nguyên hiện nay, tức là trận đánh đầu tiên nó lại xảy ra ở hồ Đồng Đình. Và nơi đó chúng ta biết là công chúa Nga Sơn, tức là nếu gọi bây giờ thì là gì, ngài cầm đầu về thủy binh, gọi bây giờ là đô đốc. Vâng, đô đốc đã đánh với giặc Hán ở tại đó, và đô đốc Gia Hưng đã đánh một cái trận lớn ở đó và đã tiêu diệt một nửa các hải thuyền của Hán Vũ Đế. Và chúng ta biết là sau đó là trên toàn cõi từ bờ nam sông Dương Tử cho đến sông Hồng đều đã nổi lên đồng lòng như vậy, và đã toàn thắng giặc Hán Vũ Đế, giặc của Hán Vũ Đế, và bà đã lên làm vua. Và giặc Tàu nói là lên làm vua, nhưng mà chỉ nói đơn giản vậy thôi, và gọi là Hai Bà Trưng, chứ chẳng gọi là Trưng Tứ Vương gì cả, Hai Bà Trưng. Do đó mà chúng ta biết là cuộc giành chiến giành độc lập mà ông ngay cả ông Obama khi sang Việt Nam hay là ông Trump khi sang Việt Nam đều nhắc đến và rất là trọng kính hai bà, uy danh của hai bà. Bởi vì hai bà cách đây 20 thế kỷ mà đã có thể đứng lên để mà chống nhà Đông Hán và có thể mở một cái cuộc chiến giành độc lập nó lớn lao như vậy trên toàn cõi Trung Nguyên hiện nay, suốt từ sông Hồng cho đến sông dạng Ngũ Linh, trên đó có một cái dòng suối, không phải dòng suối mà là con sông, đó là con sông Tùng.
sông Tương từ dặng Ngũ Linh đổ vào hồ Đồng Đỉnh. Và sông Tương đó có nhiều cái điều mà người dân Việt Nam cho tới bây giờ vẫn nhắc tới. Ai có về trên bến sông Tương nhắn gửi em gái tôi thương. Tại sao sông Tương ở bên Tàu mà người Việt Nam mình lâu lâu lại phải hát lên như thế? Bởi vì sông Tương, trên sông Tương ở giữa phần nguồn và phần đổ vào hồ Đồng Đỉnh thì có một cái cánh đồng gọi là cánh đồng sông Tương. Cánh đồng sông Tương là nơi mà Lạc Long Quân và Âu Cơ đã bị rịn chia tay nhau. 50 con theo mẹ lên núi và 50 con theo cha xuống biển. Điều đó không phải là một sự chia ly, xin lỗi, mà là một sự chia nhau ra để mà có thể mở mang và bảo vệ bờ cõi. Đây chính là một cái message quan trọng, một cái thông điệp quan trọng của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Chúng ta hãy cùng chia nhau ra và tất cả các nơi phải đồng lòng để mà giữ gìn đất nước. Chính nhờ cái thông điệp đó mà chúng ta biết là cái cuộc khởi nghĩa của Trưng Nữ Vương đã có thể huy động được toàn binh lực, toàn cõi Trung Nguyên lớn lao như vậy và đã thành công. Nhưng chúng ta cũng biết sau đó thì Hán Vũ Đế đã sai Mã Viện đến và họ lần lượt chiếm lại các đất đai 65 thành trì mà Trưng Nữ Vương và quân dân Bách Việt đã giành được trong 3 năm. Thì sau 3 năm, Ngài đã tuẫn tiết và nhiều vị đại tướng theo Ngài cũng đã tuẫn tiết. Và có nhiều thủy binh, có nhiều thuyền thủy binh không chịu hàng giặc thì lúc đó lại chạy ra Đông Nam Á. Và hiện nay họ đang định cư ở một nước ta gọi là Mã Lai Á hay một nước ta gọi là Indonesia. Trên đó có nhiều cộng đồng cư dân Bách Việt thời Trưng Nữ Vương đã bỏ chạy khi mà Hán Vũ Đế đã chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ của nước Lĩnh Nam thời đó dưới triều đại của Trưng Nữ Vương. Và bây giờ người ta vẫn còn nhớ về cội nguồn, ngay cả ở Thái Lan cũng có nhiều cộng đồng Bách Việt. Chứ chưa nói gì đến cái thời kỳ mà giặc, các giặc du mục nó đã đánh bật chúng ta ra khỏi địa bàn núi Thái Sơn. Để rồi nhiều người Bách Việt đã lưu lạc ra tới tận Alaska và tận Canada ngày nay, và chúng ta thường gọi họ là dân da đỏ. Mà bây giờ thì nước Canada đã nghĩ lại và cho mình gọi ra người dân này là da đỏ là không đủ kính trọng, nên đã gọi những tộc người da đỏ, tức là Bách Việt cổ đại này, là First Nation, là quốc gia đầu tiên đã đến Canada. Và bây giờ thì hình như Mỹ cũng bắt chước, gọi những tộc da đỏ ở bên Mỹ gọi là First Nation. Đã lâu nay Canada gọi là First Nation. Và trong những cái gọi là buổi chính trị, sinh hoạt chính trị quan trọng, thì người Canada hiện nay đã tôn trọng người Bách Việt cổ đại và mời các tộc trưởng ra để mà tế trời đất, xin ơn bình an cho dân Canada, cho nước Canada. Và cái người cầu nguyện đó là một tộc trưởng trong tộc của người Bách Việt cổ đại sống tại Canada. Và tại ngay tại Vancouver này, Lạc Việt đã được tham dự nhiều lần như thế và rất hãnh diện đã nói chuyện với họ, và có lẽ trong tương lai còn phải nói chuyện với họ nhiều hơn nữa về cái cội nguồn của họ, nu na nu nống, cái cống nằm trong, cái ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, để rồi biến thành dân tộc Nunavut có tới 3 triệu cây số vuông và là một vùng có nền độc lập và tự trị rất rộng lớn ở trên phía bắc cực của Canada. Và người chính phủ Canada đã rất tôn trọng và đã gọi là cấp cái quy chế tự trị cho cộng đồng người Bách Việt cổ đại gọi là tộc Nunavut. Ở Vancouver này thì chúng tôi có tộc Squamish, tộc người Bách Việt cổ đại đó. Squamish có nghĩa là mẹ của gió, bởi vì vùng Vancouver này nối kết với biển Thái Bình Dương nên gió lồng lộng suốt năm.
nên người ta gọi cái khu vực cũng gần như tự trị của tộc Squamish ở đây, đó là tên gọi là Squamish, có nghĩa tiếng Việt là mẹ của gió. Và có lẽ là trên thế giới này biết đâu còn nhiều tộc Bách Việt cổ đại đang sống lưu vong trên toàn cõi này. Và trong suốt 10 tuần lễ vừa qua, Lạc Việt cũng đã chia sẻ khá nhiều về về tộc Bách Việt trên toàn cõi quả địa cầu. Và biết đâu một mẹ trăm con huyền nhưng không ảo, chúng ta đã bị xa lìa từ nhiều ngàn năm trước, rồi đến ngàn năm sau chúng ta lại bị chia lìa khi năm 75 ập đến. Và rất hay, chúng ta lại gặp nhau trên toàn cõi địa cầu với cái tên là người Bách Việt cổ đại trên toàn cầu. Và Lạc Việt cũng hy vọng rằng những cái điều chúng ta chia sẻ ở trên diễn đàn này thì sẽ được loan truyền rộng rãi, và mọi người sẽ ý thức được về tộc Bách Việt cổ đại của chúng ta rộng lớn như thế nào, là chủ nhân ông của một nền văn minh lúa nước mà lâu nay chúng ta đã bị giặc Hán nó chôn vùi đi, chúng ta không còn biết gì cả, để đến nỗi bây giờ nó gọi dân Việt Nam, người Việt Nam là đứa con hư, cần phải trở về với mẹ mẹ Hán. Mẹ Hán là gì? Có mẹ Hán, mẹ Việt, mẹ Bách Việt thì có, bởi vì giặc Hán lập quốc sau tộc Bách Việt 1.000 năm. Nhớ là họ lập quốc sau tộc Bách Việt tới 1.000 năm lận. Và trong một cái bài chia sẻ trước thì Lạc Việt cũng đã chia sẻ là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, sinh ra Lộc Tục. Đế Nghi làm vua phương Bắc, là nước Xích Thần, và Lộc Tục làm vua phương Nam, tức là Kinh Dương Vương, là nước Xích Quỷ. Nước Xích Thần và nước Xích Quỷ đều là tộc Bách Việt, và nước Xích Thần thì bị Hán hóa mau chóng và bị rời khỏi địa bàn núi Thái Sơn lúc đó, cách đây đã 5.000 năm. Và tộc Bách Việt ở bờ nam sông Dương Tử thì bị nó Hán hóa cách đây 2.000 năm. Và mãi cho đến thế kỷ thứ 10, Ngô Vương Quyền đã giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam, nhưng chỉ giành độc lập cho cái phần Việt Lạc sông Hồng, Việt Lạc ở sông Hồng mà thôi, còn toàn bộ phía trên thì chưa giành được. Đó là lý do tại sao vua Quang Trung khi mới lên ngôi thì liền chuẩn bị cho cái kế sách để lấy lại lĩnh Nam, tức là Quảng Đông còn Quảng Tây, tức là Ngũ Lĩnh, dạng Ngũ Lĩnh Quảng Đông Quảng Tây về với tổ quốc. Nhưng thật là rất tiếc, lịch sử oái oăm, vua Quang Trung đã chết trước khi thực hiện được cái ý định đó, mà trong khi là bên phía lúc đó là nhà Tống đã đồng ý điều đó rồi, đồng ý trả lại Quảng Đông Quảng Tây cho nước Việt rồi dưới triều đại của vua Quang Trung. Thật là đáng tiếc và cũng thật là đau lòng, không biết bao giờ thì chúng ta mới lại đoàn tụ được một đất đai rộng lớn từ thời hai bà Trưng, Trưng Nữ Vương đã giành được độc lập trên toàn cõi Bách Việt rộng lớn như vậy. Không biết là có vâng. Lạc Việt xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ hơi dài dòng về tộc Bách Việt, nhưng Lạc Việt nghĩ rằng đề tài này rất quan trọng cho tương lai của một nước Việt Nam. Xin mời giáo sư Vũ Kỳ Kỳ và xin mời anh Phong. Dạ, kính chào anh Lạc Việt, kính chào anh ban tổ chức và kính chào quý vị tham dự viên. Hôm nay đề tài trình bày của tôi là cuộc bầu cử vào vòng chung kết. Trong cái phần trình bày này, tôi sẽ nói đến ba phần. Thứ nhất là về phương diện diễn viên thì chúng ta có cơ hội quan sát ông Donald Trump qua 4 năm lãnh đạo với những thành quả về kinh tế, thương mại, quân sự và ngoại giao. Tuy được phân tích tương đối vắn tắt nhưng nó cũng làm nổi bật bản lãnh chính trị của một nhà lãnh đạo chưa từng lăn lộn trong chính trường Hoa Kỳ theo quy ước thông thường. Mặt khác, chúng ta chưa có cơ hội để phân tích đầy đủ với ông Joe Biden trong những phần thảo luận trước đây. Do đó, trong khuôn khổ bài số 5 này,
chúng ta sẽ có cơ hội đề cập tới ông Biden một cách tương đối chi tiết hơn trong phần thứ nhất của bài này. Trong phần thứ hai của bài này, chúng ta sẽ phân tích về tiềm năng của hai vị ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, gồm có những ưu điểm và nhược điểm có ảnh hưởng trực tiếp tới cử tri Hoa Kỳ. Trong phần thứ ba, chúng ta sẽ thử đánh giá khả năng thành bại của hai ứng cử viên tổng thống của năm 2020. Ông Biden bắt đầu làm, thứ nhất là cái thành tích chính trị của ông Biden là phần đầu tiên. Thì ông Biden bắt đầu làm chính trị khi vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 1973, tức là 47 năm nay. Năm 2008, ông Biden thành phó tổng thống trong liên danh Obama. So sánh với cựu phó tổng thống Biden thì tổng thống Trump mới thực sự tham gia vào chính trường có 4 năm. Thành tích chính trị đáng lưu ý trong bang giao với Trung Cộng đã diễn ra trong 8 năm cầm quyền của tổng thống Obama. Đó là thành tích của ông Biden. Vì một lý do nào đó, Obama đã giao khoán cho Joe Biden là point man, tức là đầu nậu, toàn quyền phụ trách Trung Cộng, cũng như đã từng toàn quyền phụ trách lĩnh vực Ukraine trước đó. Chính vì yếu tố đặc biệt nói trên trong sứ mạng bang giao với Trung Cộng, thay vì nói về chính sách của chính quyền Obama Biden, người ta có thể vắn tắt là chính sách của Biden đối với Trung Cộng. Và người ta cần ghi nhận một điều rất quan trọng ở đây là chính sách của Biden đã đặc biệt ưu đãi Trung Cộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng, bang giao quốc tế và văn hóa chính trị. Thứ nhất là ông Biden rất ưu đãi Trung Cộng một cách đặc biệt. Trên mặt kinh tế, chính sách của Biden đã ưu đãi Trung Cộng bằng cách giành những quyền lợi kinh tế đặc biệt trong kế hoạch toàn cầu hóa mà ta đã thảo luận và phân tích trong bài số 3. Ta biết rằng kế hoạch toàn cầu hóa đã do Tổng thống Clinton bắt đầu và tiếp tục qua thời Tổng thống Bush con, nhưng đã được đẩy mạnh qua chính sách Joe Biden. Chính sách của Joe Biden khiến Trung Cộng đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới vào năm 2012, vượt qua Nhật Bản và chỉ sau có Hoa Kỳ. Chính sách ưu đãi Trung Cộng một cách đặc biệt của ông Biden đã càng ngày càng khiến Hoa Kỳ thâm thủng mậu dịch đối với Trung Cộng tới mức 8.000 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm 2016. Trong thành quả thâm thủng mậu dịch nói trên, người ta còn phải kể công lao của ông Biden trong cái thành tích giết chết ngành trí nghệ nhôm và thép của Hoa Kỳ bằng cách hạ thuế nhập cảng nhôm và thép của Trung Cộng. Biden còn hạ thuế đối với nông phẩm nhập cảng từ Trung Cộng và làm cho các nông gia Hoa Kỳ chết lên chết xuống vì ông Biden đã giúp Trung Cộng cướp mất thị trường. Hành động ưu đãi đặc biệt đối với Trung Cộng cho thấy những nghiên cứu sinh Trung Cộng vào Hoa Kỳ được hưởng quy chế đặc biệt là visa có hiệu lực 10 năm mới phải xin chiếu khán một lần. Trong khi visa của nghiên cứu sinh của các quốc gia khác chỉ có hiệu lực 3 năm trước khi phải xin tái chiếu khán. Các sinh viên Trung Cộng bình thường cũng được sự ưu đãi là 5 năm mới phải xin chiếu khán lại, trong khi sinh viên bình thường của các quốc gia khác chỉ được hưởng quy chế chiếu khán mỗi năm một lần. Chính sách đối ngoại của ông Biden đối với Trung Cộng còn cho thấy một sự ưu đãi trắng trợn trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, một từ ngữ cộng sản nhằm ám chỉ kế hoạch đánh lừa Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực gián điệp. Với chính sách giao lưu văn hóa nói trên, Biden đã mở rộng cửa đón tiếp hàng trăm ngàn người Trung Cộng gồm khoa học gia, kỹ thuật gia của quân đội nhân dân vào Hoa Kỳ mà không quan tâm tới nguy cơ bị ăn cắp tài sản trí tuệ, ăn cắp bí mật quốc phòng, nhất là bí mật máy bay tàng hình, bí mật trí thông minh nhân tạo, artificial intelligence, kỹ thuật hỏa tiễn liên lục địa và sự xâm nhập của điệp viên Trung Cộng vào nhiều lĩnh vực an ninh quốc gia. Cũng nhân danh giao lưu văn hóa, Trung Cộng đã được Hoa Kỳ cho phép thiết lập hàng trăm viện khổng tử trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ
với chiêu bài phổ biến văn hóa Trung Hoa. Nhưng sự thật là nhằm mục đích tuyên truyền và nhất là thiết lập những đầu mối cảm tình viên cho công tác tình báo. Trung Cộng đã tung ra hàng trăm triệu Mỹ Kim ủng hộ những trường đại học lớn của Hoa Kỳ như Harvard để mua chuộc giới giáo sư và chuyên viên ưu tú của Hoa Kỳ và xúi dục họ ăn cắp những tài liệu khoa học kỹ thuật cao cấp của Hoa Kỳ và bán cho Trung Cộng. Tại sao lại có cái sự ưu bãi đặc biệt nói trên đối với Trung Cộng? Câu trả lời vắn tắt là Trung Cộng đã mua đứt được Joe Biden và biến Joe Biden thành một công cụ phục vụ quyền lợi chiến lược lâu dài của Bắc Kinh. Và câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2011, khi một nhóm doanh gia Trung Cộng có danh hiệu là Chinese Entrepreneur Club, CEC, tìm cách móc nối với cậu Hunter Biden để xin được cơ hội viếng thăm tòa Bạch Ốc trong một phái đoàn gồm có các tỷ phú và đảng viên cốt cán của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người trung gian là Mohammed Khashoggi đã viết thư cho Hunter Biden để đề nghị cơ hội viếng thăm nói trên nhằm thiết lập một liên lạc giao hảo, mở đầu cho việc làm ăn lâu dài. Nhóm CEC này, tức là Chinese Entrepreneur Club, trên bề mặt là doanh nhân nhưng thực tế là một công cụ chính trị và tình báo chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Hunter Biden là con mồng non bị sử dụng để bẫy con mồng già Joe Biden vào trong chiến lược thao túng của Bắc Kinh. Nỗ lực nói trên của nhóm doanh nhân CEC đã thành công và khởi đầu mấy năm sau đó với Hunter Biden và Devon Archer hợp tác làm ăn trong một doanh nghiệp để hốt bạc Trung Cộng, mà trên thực tế là dùng tiền Trung Cộng để mua một đối tác chiến lược, Joe Biden. Năm 2013, Phó Tổng thống Biden tới Trung Cộng và mang theo cậu con Hunter để làm đầu mối kinh doanh. Sau chuyến đi đó, Trung Cộng đã ký một hợp đồng kinh doanh 1 tỷ Mỹ Kim với đối tác là công ty Bohai Harvest của Hunter Biden. Trung Cộng là nguồn cung cấp bạc tỷ đó. Con chuột Hunter Biden đã sai chính đạo Trung Cộng vì ba của Hunter là phó tổng thống Hoa Kỳ. Hậu quả của vụ này cực kỳ quan trọng trên năm phương diện. Theo sự phân tích của Peter Schweier, giám đốc cơ quan GAI, Government Accountability Institute, và cũng là tác giả của cuốn sách Secret Empire, How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends. Đây là gia đình của Biden và bạn bè. Năm phương diện mà Peter Schweizer nêu lên là mua kỹ thuật quân sự Hoa Kỳ, kỹ thuật theo dõi quân đội nhắm vào người Duy Ngô Nhí, khoáng sản quý hiếm Rare Earth Mineral, giúp Trung Cộng đánh cắp bí mật hạch tâm và gián tiếp hỗ trợ Hải quân Trung Cộng. Điểm cần lưu ý thứ nhất là Hunter Biden đã lợi dụng quyền thế của cha để hốt bạc của ngoại quốc qua những vụ làm ăn bất chính. Điểm thứ hai là quan trọng hơn, ông bố Joe Biden đã lạm dụng quyền thế hốt bạc của Trung Cộng và phục vụ quyền lợi chiến lược của Trung Cộng chống lại quốc gia Hoa Kỳ. Trung Cộng không tiếc gì bạc tỷ nếu mua được một nhà lãnh đạo siêu cường Hoa Kỳ là Joe Biden. Hậu quả là Joe đã bị mua đứt và người ta gọi nó là compromise và bắt buộc phải làm mọi việc theo chỉ thị của Bắc Kinh. Đến đây là câu chuyện làm ăn bị vỡ lở. Nếu bà Hillary đắc cử vào năm 2016, thì chẳng những nhiều bí mật của Hillary và Bill sẽ được vĩnh viễn che giấu, mà hồ sơ của Joe Biden cũng sẽ nằm êm và không biết Trung Cộng đang tiến tới đâu trên bàn cờ thế giới. Nhưng Hillary đã thất bại.
và cả cơ đồ của Joe đang bị phanh phui ra. Và bắt đầu với hồ sơ của Hunter Biden, vụ làm ăn ở Ukraine là một vụ gậy ông đập lưng ông. Vì chính đảng Dân Chủ đã tố gian ông Trump trong vụ Ukraine và lạm dụng quyền lực về cái sự lạm dụng quyền lực mà họ tố giác với ông Trump. Và hậu quả là vụ Ukraine đã biến thành vụ điều tra ngược để buộc tội Hunter Biden rồi tới Joe Biden. Đang khi vụ điều tra Hunter Biden tiến hành với những nghi vấn về sự can dự của ông Joe Biden, thì vụ máy tính của Hunter Biden bị bùng nổ. Song song với tài liệu từ máy tính là lời khai trước Thượng viện của một nhân chứng Bobulinski. Những tài liệu từ máy tính của Hunter Biden đều, nếu mà đúng, thì sẽ đưa đến một số hậu quả. Thứ nhất, ông Joe Biden đã nói dối khi chối tội dính dáng làm ăn với cậu con Hunter. Thứ hai, tài liệu từ ổ cứng, tức là hard drive, cho thấy là Joe đã được Hunter chia đôi lời lãi trong công việc làm ăn với Trung Cộng. Ông Biden đã bị Trung Cộng thao túng, tức là compromise. Thứ ba, Trung Cộng có thể đã nắm được rất nhiều bí mật quốc gia của Hoa Kỳ qua sự thao túng hai cha con ông Joe Biden. Đó là điểm quan trọng nhất trong vụ án Biden. Một vụ án sẽ đi vào lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ với những hậu quả không ai lường được. Phần thứ hai mà chúng tôi sắp đề cập tới là tiềm năng của hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2020. Khi bài này đang được viết thì bà thẩm phán Barrett vừa được tuyên thệ vào tối cao pháp viện. Một sự kiện cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hậu tuyển cử vì những đe dọa của gian lận bầu cử. Trong khi cuộc tuyển cử đang lù lù tiến tới, đây là lúc nhiều người có cơ hội đánh giá những điểm lợi và điểm bất lợi của hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ. Thứ nhất là phe Cộng Hòa. Còn đúng một tuần trước ngày bầu cử, người ta có thể nhận thấy ông Trump có một số ưu thế từ khá mạnh tới rất mạnh. Thứ nhất, những lợi. Thứ nhất là trong vai trò tranh cử incumbent candidate, Trump có lẽ đã biết về những thành công về kinh tế trước khi có đại dịch. Mới đây khi được hỏi câu có hài lòng hơn trước kia hay không, trả lời có. Thứ hai, trong những hoạt động tranh cử mới đây nhất, qua những hình ảnh sống động của những cuộc tiếp xúc với cử tri Cộng Hòa, chúng ta thấy phản ứng của cử tri Cộng Hòa đối với ông Trump tỏ ra cực kỳ thuận lợi, và đặc biệt là ở California, thành trì của Đảng Dân Chủ trong những năm gần đây, các cử tri đón tiếp ông Trump với một thái độ vô cùng ái mộ. Thứ ba, sự ủng hộ ông Trump không trong những cử tri Cộng Hòa, mà còn là trong phe Dân Chủ và ngay tại những nơi được coi là nghiêng ngửa như Pennsylvania, thành trì của Đảng Dân Chủ, Minnesota hoặc California. Tại Pennsylvania mới đây, ngày 20, ông Justin Taylor, thị trưởng Dân Chủ Carbondale, đã tiên đoán Tổng thống Trump sẽ thắng lớn, tức là landslide, vào tháng 11 sắp tới. Ông Taylor cho rằng Đảng Dân Chủ đã đi quá xa về phía tả, và do đó rất đông cử tri sẽ đi bầu và đem lại chiến thắng lớn cho ông Trump. Ông Taylor đã là một đảng viên Dân Chủ. Thứ bốn là rất nhiều cử tri và đảng viên của Đảng Dân Chủ đã rất thất vọng về đảng của họ và quyết định chia tay qua phong trào Walk Away. Hồi cuối tháng 9 mới đây, một video clip đã cho thấy 500.000 người cử tri Dân Chủ đã đi biểu tình tại Washington khẩu hiệu Walk Away và ủng hộ Trump với khẩu hiệu Four More Years. Ngay sau đó mấy ngày lại có một đoàn biểu tình của 2.000 người Mỹ da đen tại Washington DC ủng hộ Trump và ủng hộ cảnh sát với khẩu hiệu Blue Lives Matter. Bây giờ đến những điểm bất lợi của phe Cộng Hòa. Tổng thống Trump phải chịu đựng một số điểm bất lợi không tránh khỏi, tuy yếu và không nhiều, và đôi khi điều bất lợi trở thành có lợi.
Thứ nhất, phe truyền thông cánh tả hoàn toàn bịt miệng, không nhắc nhở tới hồ sơ tham nhũng của Biden. Hoặc nếu nhắc tới thì chỉ liệt kê hồ sơ này là một tài liệu tuyên truyền chính trị hoặc tài liệu xuyên tạc đến từ Nga. Thứ hai, những người dân chủ cánh tả cuồng chống Trump càng ngày càng thù ghét ông Trump nhiều. Những người này càng ngày càng giảm đi. Như vậy, sự thù ghét gia tăng, tuy rằng gia tăng, nhưng hậu quả giảm đi về số phiếu của họ đang đi xuống trong cuộc bầu cử sắp tới. Thứ ba, mặc dù Facebook và Twitter chặn đứng các việc loan truyền phản ứng ngược về tâm lý đã khiến cho người ta tò mò và quyết tìm hiểu kỹ hơn. Tuy nhiên, những điều hại cho phe Dân Chủ sẽ trở thành có lợi cho phe Cộng Hòa và ngược lại, những cái gì hại cho phe Cộng Hòa sẽ trở thành lợi cho phe Dân Chủ. Bây giờ chúng ta thử nhìn vào phe Dân Chủ. Thì phe Dân Chủ có một số lợi thế về nhân số, về tiền bạc và nắm được ngành truyền thông thiên tả. Nhưng những lợi thế đó không hoàn toàn và có thể trở thành con dao hai lưỡi để làm đứt tay người sử dụng nó. Bây giờ, lợi thế của Đảng Dân Chủ thì thứ nhất, trong tổng số cử tri tại Hoa Kỳ khoảng 150 triệu người thì người ta ước lượng cử tri Dân Chủ vào khoảng 31%, cử tri Cộng Hòa 28% và cử tri Độc Lập 41%. Vì sự chênh lệch nhân số nói trên nên thông thường các cuộc thăm dò polling đã phản ánh ý kiến của cử tri Dân Chủ và phe Cộng Hòa, nhưng không phản ánh được tình hình thực tế vì những cử tri Độc Lập thường không cho ý kiến. Những dữ kiện nói trên cho thấy Đảng Dân Chủ mạnh hơn Đảng Cộng Hòa về nhân số. Đó là một lợi thế tự nhiên mà có trong mọi cuộc bầu cử toàn quốc. Nếu ta không kể tới những cử tri Độc Lập là khối cử tri mạnh nhất và có khởi kiện một cách quyết định. Thứ hai là về tiền bạc thì Đảng Dân Chủ tuy mang danh nghĩa là đảng của người nghèo, nhưng sự ủng hộ rất mạnh của những tài phiệt tỷ phú hoặc triệu phú như Bloomberg v.v. và nhiều khi đâm toạc tờ giấy. Thứ ba, phe Dân Chủ thường được truyền thông chính cánh tả ủng hộ một cách rất mạnh mẽ. Vì thế, theo thông lệ, các chính trị gia Cộng Hòa phải vuốt ve ngon ngọt với truyền thông cánh tả, ngoại trừ ông Trump. Ông không hề phải vuốt ve truyền thông cánh tả. Thứ hai là cái thế bất lợi của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử 2020, Đảng Dân Chủ có một số bất lợi. Thứ nhất, có nhiều dấu hiệu cho thấy yếu tố nhân số Dân Chủ trong nam phong, một số đông khác sẽ bầu cho Trump. Mặc dù có một số cử tri của Joe Biden, nhưng con số này rất nhỏ không đáng kể. Ngoài ra, khối cử tri da đen và châu Mỹ Latin đã ngả nhiều về phía ông Trump. Thứ hai là yếu tố tiền bạc cho thấy ông Joe Biden có ưu thế vượt trội với mấy trăm triệu Mỹ Kim trên cơ ông Trump và có thể mua đứt được truyền thông thiên tả. Nhưng ưu thế về tiền bạc cũng có những giới hạn. Một phần là truyền thông thiên tả cũng không thể làm gì hơn là những nỗ lực tối đa họ đã làm cho ông Joe Biden. Một phần khác, ông Trump nhắm vào số cử tri đông đảo là những người $10 hoặc $15. Và con số này vô cùng quý báu vì số cử tri này rất đông và lá phiếu của họ sẽ quyết định sự chiến thắng của ông Trump. Thứ ba là lợi thế của ông Biden trên phương diện truyền thông cũng có những giới hạn về và khía cạnh tiêu cực. Trong chương trình Fox News của Tucker Carlson ngày 27 tháng 10, thì 8 triệu khán giả truyền hình Hoa Kỳ đã theo dõi và cho thấy nỗ lực bịt và Twitter đối với vụ Hunter Biden và vụ Hard Drive là một thất bại khá đau, nhất là đối với cử tri Độc Lập. Thái độ của họ nếu có sự thay đổi cho ông Biden trong cuộc bầu cử 2020. Phần thứ ba của bài nghiên cứu này là nói về khả năng thành bại của hai ứng cử viên tổng thống.
sau khi đã liên nghiên cứu về hai ứng cử viên tổng thống, chúng ta có một số ý niệm về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của hai ông trong bối cảnh của cuộc tuyển cử 2020. Vấn đề hiện tại là đánh giá khả năng thật của hai ông. Nói trắng ra là ai có hy vọng trúng cử trong cuộc bầu cử gay go này. Để trả lời câu hỏi này một cách đứng đắn và nghiêm túc, chúng ta cần tránh mọi sự phân tích theo cảm tính mà cần dựa theo những dữ kiện khách quan. Tác giả Lưu Vĩnh Lữ đã đưa ra những nhận xét khách quan của một nhà nghiên cứu bầu cử dựa trên những dữ kiện mà nhiều người biết và không có lý do để mọi người coi là thiên vị. Tôi xin phép trình bày tóm lược công trình nghiên cứu của tác giả Lưu Vĩnh Lữ, một phần là để chính tôi học hỏi từ ông Lưu Vĩnh Lữ. Thứ nhất là tổng số cử tri Hoa Kỳ có tư cách đi bầu là vào khoảng 150 triệu người. Thứ hai, tổng số cử tri tại Hoa Kỳ trong số 150 triệu người đó thì người ta ước lượng như sau. Số cử tri Dân Chủ vào khoảng 31%, tức là 46 triệu. Số cử tri Cộng Hòa 28%, tức là 42 triệu. Và cử tri Độc Lập 41%, tức là 61 triệu. Đây là những phức tạp chỉ quan biết, và đây là những cử tri Độc Lập là thành phần thầm lặng, không tham dự vào những cuộc thăm dò của những hãng polling và chỉ cho biết quyết định vào phút cuối cùng bằng cách đi bầu. Do đó, kết quả của những cuộc thăm dò polling chỉ cho biết được ý kiến của những cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ sắp sửa đi bầu. Những cử tri này phần lớn đã quyết định bầu cho ai và ít khi thay đổi ý kiến. Ví dụ, theo sự thăm dò cử tri cho năm 2020, 76% cử tri Dân Chủ sẽ bầu cho Biden, tức là tân nhân 76%. Với 46 triệu thì ta được 35.340.000 người cử tri Dân Chủ sẽ bầu cho Biden, từ 35.340.000. 9% cử tri Cộng Hòa sẽ bầu cho Biden, đó là những người chống Trump đó. Và tính ra là 3.780.000 người Cộng Hòa sẽ có thể bầu cho Biden. Tổng cộng phiếu bầu cho Biden là 39.120.000. Về phía Cộng Hòa thì theo sự thăm dò thì 91% cử tri Cộng Hòa sẽ bầu cho Trump, tức là 38.220.000. Kết quả ở trên là điều thường thấy qua các cuộc thăm dò. Ta so sánh lại, Dân Chủ 39.120.000, Cộng Hòa 38.220.000. Thì ta thấy là Dân Chủ trong các cuộc thăm dò, số người Dân Chủ bầu cho Biden nhiều hơn là số người Cộng Hòa bầu cho ông Trump. Đó là kết quả chính xác, nhưng không đúng thực tế vì đã bỏ sót một số quan trọng cử tri Độc Lập. Đó là những người thực tế chỉ bỏ phiếu dựa trên sự hài lòng hay không hài lòng trong thời gian
đã qua. Thế thì sự thăm dò gần đây cho thấy 56% cử tri cảm thấy hài lòng hơn, nói chung tất cả là, tức là sung túc hơn 4 năm trước. Điều đó có nghĩa là những trong số những cử tri độc lập ấy, thì ông Trump sẽ được 34.440.000 cử tri độc lập. Và những người có thể độc lập mà có thể bỏ phiếu cho ông Biden là 27.060.000 người. Đó. Như vậy nếu tổng số phiếu bầu cho ông Biden là 39 triệu cộng với 27 triệu là 66 triệu, và tổng số phiếu bầu cho ông Trump là 38 triệu cộng với 34 triệu là 72 triệu, thì ta thấy so sánh 66 triệu với 72 triệu thì ông Trump nhiều hơn. Trên đây ta không nói tới số cử tri dân chủ tự ý bỏ đảng để bầu cho ông Trump vì thiếu tài liệu dữ kiện. Tổng số popular vote không quyết định ai thắng ai bại, do đó cái con số nói trên không quyết định ông Trump thắng hay là ông Biden thắng. Mặt khác, cái tổng số phiếu dân bầu, phiếu cử tri đoàn mới là con số quyết định, và dựa trên số phiếu dân bầu của từng tiểu bang, người ta mới tính được phiếu cử tri đoàn. Và cũng theo ông Lưu Vĩnh Lữ thì sự thăm dò mới nhất của Gallup poll tiên đoán ông Trump sẽ đạt được số phiếu cử tri đoàn là 315 phiếu, trong khi ông Biden chỉ được 223 phiếu cử tri đoàn. Và sự ước lượng cho thấy ông Trump đạt được mức landslide, tức là thắng lớn như núi lở, nếu không có gian lận bầu cử. Trước khi ngừng, tôi xin nhắc lại đây là một sự dự đoán dựa trên những kết quả thăm dò không hơn không kém, nhưng đây là một sự dự đoán dựa trên phương pháp làm việc khoa học chứ không dựa trên cảm tính, và tùy ai muốn tin thì tin. Tôi xin hết lời và xin kính chào quý vị. Thay mặt cho diễn đàn, quý vị các thân hữu trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và trên Facebook Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, bài biên khảo của giáo sư Vũ Quý Kỳ rất là công phu, nói lên đầy đủ cái cá nhân cũng như tư thế ứng cử của hai vị. Và có một cái điều là hiện nay cái ổ cứng của Hunter Biden đó, nó đã mô tả và lột trần một cái sự thực rất là bi thảm, đó là Joe Biden, Obama, Hillary Clinton nên làm nắm quyền tổng thống, phó tổng thống hay làm việc trong chính quyền là để nhân cái cơ hội đó mà hốt bạc, để mà làm giàu cho cá nhân. Bất kể cái vấn đề đất nước của chúng ta, đất nước của Hoa Kỳ đã xảy ra như thế nào. Và bây giờ thì trước khi mà có các quý vị giơ tay, có anh Tony Đạm giơ tay, thì Lạc Việt xin được hỏi một cái câu hỏi trước tiên. Đó là chúng ta thấy hiện nay và đã từ lâu, 45 năm qua, truyền thông thiên tả Hoa Kỳ đã làm việc một cách thiên lệch. Thế mà không có thể từ xưa đến nay correct được họ, uốn nắn được họ. Thế thì cái đạo đức xã hội của Hoa Kỳ nó đi về đâu, nó đã đến đâu để rồi truyền thông thiên tả có thể bóp méo vo tròn suốt mấy chục năm, và chính truyền thông thiên tả đã làm cho cái việc Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì tay Cộng sản nó nhanh chóng và nó hữu hiệu như vậy. Và một cái câu hỏi là tại sao Đảng Cộng Hòa đầy nhân tài thế mà không hề có một cơ quan truyền thông để mà ủng hộ, để mà dựa chân, mà quá lắm chỉ được 2/3 của Fox News là xem ra có thể dựa trên sự thật và ủng hộ cho những lẽ phải đang là xảy ra trong đất nước Hoa Kỳ. Như vậy là tới 99,2% là truyền thông thiên tả đang nắm quyền sinh sát trên toàn cái hệ thống thông tin của nước Mỹ,
và từ lâu 40 năm qua nó đã rèn uốn, nó đã mua chuộc và đã hủy hoại cái tư duy của các bạn trẻ, để đến nỗi ngày nay tuyệt đại đa số bạn trẻ họ thiên về dân chủ mà chả biết là dân chủ đã làm gì cho đất nước Hoa Kỳ. Vậy thì thưa giáo sư, tại sao truyền thông của Cộng Hòa không có một ai, mặc dù Cộng Hòa có rất nhiều nhân tài? Dạ, thưa anh Lạc Việt, đưa ra một câu hỏi rất là hóc búa. Thực sự không phải là trong vòng 40 năm nay truyền thông thiên tả mới làm loạn nước Hoa Kỳ, và thực sự từ năm 1960 truyền thông thiên tả đã bắt đầu hoành hành ở Hoa Kỳ. Vì vào cái giai đoạn đó, trường Đại học Columbia là cái nơi mà họ rèn luyện những phóng viên để trở thành những người viết theo chủ nghĩa xã hội, đề cao chủ nghĩa xã hội và chống chủ nghĩa tư bản. Và họ đào tạo những người trẻ trong lĩnh vực truyền thông để đi thành những phóng viên và viết theo những đơn đòi hỏi của các ông editor, các ông chủ bút. Và những ông chủ bút này là những người thiên tả đã nằm trong lĩnh vực truyền thông. Và đó là cái giai đoạn mà David Halberstam, anh đã xuyên tạc về cái vụ Phật giáo, và đã nói là chính quyền của Tổng thống Diệm đã giết 30 người sư nhà sư. Và cái tin tức đó lập tức phóng lên thế giới, và người ta kết tội luôn Tổng thống Diệm, và đã đưa đến cái vụ mà Phái đoàn Liên Hợp Quốc tới điều tra. Khi Phái đoàn Liên Hợp Quốc tới điều tra thì cái số 30 người bị giết nó tụt xuống còn 20, và đến cuối cùng thì có giết. Và sau khi điều tra xong á, thì 4 người bị giết đó, 2 còn sống. Đó là cái sự xuyên tạc của truyền thông thiên tả của David Halberstam, cái người rất là được nổi tiếng. Rồi đến cái chuyện William Salisbury đi sang Bắc Việt để điều tra về chiến tranh không tập ở miền Bắc, thì anh chàng Salisbury này cũng là có gọi được giải thưởng Pulitzer về truyền thông đấy. Thì anh nói là những cuộc không tập đã làm chết người dân thường, về tấn công vào những thành phố rất là dân chúng hiện nay không có súng đo hỏa tiễn gì ở đó hết cả. Sau một thời gian ấy, thì một ông lãnh sự của Anh đã viết lại và kể lại là thực sự cái tài liệu mà anh Salisbury đem ra để tố cáo về chiến tranh không tập thì thực sự là toàn là những tài liệu của Bắc Việt cung cấp cho kênh phóng viên đó, chứ anh đó không hề đi các nơi mà như anh ta nói, và chính anh ta cũng nhận như vậy. Anh Salisbury này là được cái giải thưởng Pulitzer về viết báo ở Liên Xô. Đó là từ năm 1960 đến 68, tức là cách đây là 50 năm rồi, đã bắt đầu truyền thông đã đi vào quỹ đạo của thiên tả, của công sản rồi. Cái hậu quả mà nó mở rộng ra nó đông hơn thôi. Và với cái hiện trạng như vậy ấy, thì truyền thông đã lạm dụng cái quyền ngôn luận của hiến pháp. Hiến pháp công nhận cái quyền tự do ngôn luận, và truyền thông trở thành một cái lực lượng, một quyền lực, power mà không có accountability, tức là không có trách nhiệm. Đó là một cái khuyết điểm rất lớn của hiến pháp Hoa Kỳ. Trong khi hiến pháp Hoa Kỳ
có một cái hệ thống tam quyền phân lập, và ba cái quyền lực đó có trách nhiệm đối với nhau. Quyền lập pháp có trách nhiệm đối với quyền tư pháp, quyền hành pháp, và cũng như là quyền hành pháp có trách nhiệm đối với lập pháp và tư pháp. Nhưng truyền thông thì là một cái quyền mà không có trách nhiệm với ai hết cả. Tha hồ viết bậy. Đấy là một cái nguy hiểm đe dọa cái nền dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ. Và tôi không có, hiện giờ thì tôi không biết là sẽ có một cái giải pháp nào để giải quyết vấn đề truyền thông. Tôi xin hết lời. Xin cảm ơn giáo sư Vũ Quý Kỳ. Là việc còn hai câu hỏi nữa đối với giáo sư Vũ Quý Kỳ. Nhưng bây giờ thì có anh Tony Đạo và anh Văn Khoa. Mời anh Tony Đạo. Vâng, chào giáo sư Vũ và chào quý vị. Trước khi mà tôi đặt câu hỏi thì tôi xin phép được đóng góp một cái khía cạnh của người Mỹ gốc Việt. Tôi là Tony Đạo ở Boston. Ở những người Mỹ gốc Việt bình thường, đến ngày hôm nay đều thừa nhận rằng, đều chấp nhận rằng Tổng thống Donald Trump sẽ thắng cử. Nhưng cái điều mà tôi muốn hỏi giáo sư á, trong cuộc bầu cử này, những người đảng viên Cộng Hòa thuộc Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện sẽ có hơn được cái số đảng viên của Dân Chủ hay không? Và đặc biệt là những vị như thế là thống đốc và những thị trưởng của những thành phố lớn, Đảng Hòa có cái biện pháp như thế nào trong tương lai hay không? Và sau cái ngày 3 tháng 11, đặt trường hợp Tổng thống Donald Trump thắng cử, thì nước Mỹ nó có xảy ra những cái gì đáng tiếc hay không? Và tôi xin hết. Có ngả về Cộng Hòa nhiều không? Theo tôi nghĩ thì có cái sự khác biệt giữa bầu cử bán phần và bầu cử tổng thống. Cái bầu cử bán phần thì không có dính đến cái ông tổng thống, và các dân biểu nghị sĩ mạnh ai lấy lo cho người đó, và ông tổng thống cũng chỉ có thể ủng hộ bên lề thôi. Thế thì cái bầu cử bán phần vừa rồi nó có một cái sự kiện là cái số những dân biểu của hạ mà thuộc Cộng Hòa đấy, thì có rất nhiều người họ phải bầu lại hoặc là họ về nghỉ. Con số đó vào khoảng 40-50 người. Trong khi đó thì cái số dân biểu của Dân Chủ và mà phải bầu lại thì nó có ít thôi, ở chừng 10-15 người. Thì trên phương diện statistics là nếu một bên mà có 50 bầu cử bầu lại thì cái sang sẽ là mất 25 người và được 25 người. Thế thì như vậy thì cái bên mà Dân Chủ hồi đó nó còn được khoảng được 10 mấy người, thì cái sự nó cũng là 50-50 đấy, là năm xui năm hên đó, thì họ sẽ mất độ 7 người và được 7 người. Như vậy thì nếu cộng những cái mất và cái được đó thì bên Cộng Hòa bị mất nhiều hơn là bên Dân Chủ. Và vì lý do đó mà bên Cộng Hòa đã bị thành ra là bị thiểu số. Trong cái cuộc bầu cử Tổng thống thì nó hơi khác một chút, là bởi vì nó có cái ticket, tức là một bên là Dân Chủ, một bên là Cộng Hòa. Thì khi mà ông Tổng thống thắng thì bao nhiêu những cái ông dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa cũng đi theo luôn ông đó, và người ta gọi cái đó là coat tail, tức là bám đuôi mà theo đó. Thế thì như vậy thì trong cái cuộc bầu cử này, nếu mà ông Trump thắng lớn thì ông sẽ lôi theo nhiều dân biểu và nghị sĩ theo ông, tức là theo cái
Coattail Effect đó. Đấy là điều mà tôi có thể nghĩ để trả lời về câu hỏi của anh. Dạ. Về câu hỏi thứ hai thì xin anh nhắc lại một chút được không ạ? Vâng, câu hỏi thứ hai mà tôi muốn giáo sư cũng như tất cả chúng ta có một cái nhìn mà tổng quát nó hợp lý và hợp tình. Chúng tôi muốn hỏi rằng sau cái ngày 3 tháng 11, nếu đặt trường hợp Tổng thống Donald Trump thắng cử và Đảng Dân Chủ họ thua, thì họ có cái thái độ như thế nào và có những cái diễn biến gì sẽ xảy ra và kết quả nó như giáo sư suy nghĩ thì nó sẽ đi về đâu? Tôi xin hết. Nghe. Dạ. Hello. Vâng, thì tôi cũng nghe nhiều người rất là lo lắng và quan tâm về cái vấn đề này. Và nhiều người cũng nghĩ rằng Đảng Dân Chủ sẽ làm loạn nếu mà họ thua. Và trên thực tế thì ở tiểu bang Texas, ông thống đốc cũng đã chuẩn bị các vệ binh quốc gia trong trường hợp có những biến động. Ông lo lắng ở một số 4-5 điểm địa điểm của trên tiểu bang Texas. Ở những nơi khác thì tôi nghe nói là chính quyền cũng đã có chuẩn bị để phòng hờ có thể có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Đảng Dân Chủ như ta thấy họ không có tôn trọng cái quỹ dân chủ của cuộc bầu cử. Họ xưng là dân chủ nhưng thực sự họ đã phá bỏ mọi cái lề luật dân chủ. Tức là họ không tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử bởi vì họ coi thường cái quyết định của đa số. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính họ. Khi họ mất, họ giành lại bằng võ lực và bạo động. Thành ra cũng nhiều người, tôi được nhiều người khuyên là trước ngày bầu cử nên chuẩn bị thức ăn để khỏi phải đi ra ngoài mua bán nếu mà có bạo loạn đấy. Thế thì đấy là một cái mối lo mà nhiều người cảm thấy. Mặt khác ấy, thì tôi nghĩ là cái gì cũng có cái hậu quả của nó. Và tôi nghĩ là Tổng thống Trump sẽ không phải là cái người mà ngồi đó bó tay và chịu đựng. Bởi vì đây là vấn đề sinh tử, quyền lợi của quốc gia. Vấn đề nếu mà có những chuyện bạo động, tức là chúng ta lâm vào cái tình trạng gọi là khẩn trương, thì ông Tổng thống có quyền sử dụng những biện pháp khẩn trương để đối phó với những cuộc bạo loạn. Và tôi nghĩ rằng chính quyền họ cũng đã biết những ai là ai. Qua những tháng bạo loạn vừa qua, chính quyền cũng đã biết được cái danh tánh của từng những anh mà đầu sỏ mà gây rối loạn. Và họ chỉ cần ngồi chờ đó, nếu mà những anh bạo loạn mà xuất hiện thì họ hốt, cái đó là chuyện mà có thể xảy ra. Thì đây là ý kiến riêng của tôi. Xin cảm ơn ý kiến của trả lời của giáo sư Vũ Quý Kỳ. Và có lẽ là trong cái cuộc bạo loạn vừa qua thì tất cả người dân Hoa Kỳ cũng một ngày một ý thức hơn. Người ta hô hào dân chủ nhưng lại rất là vô dân chủ. Người ta hô hào công bình nhưng lại rất là không công bình, đi ăn cướp của người khác, vân vân và vân vân. Những điều này làm cho nhiều người gọi là bỏ phiếu viên sẽ chuyển từ cái hình từ cái ủng hộ người này sang người khác một cách dễ dàng. Và bây giờ xin mời anh Văn Khoa. Và bây giờ thì thưa giáo sư Vũ Quý Kỳ, nói về cái tiền ủng hộ ứng cử, bên dân chủ thì kiếm 5 đồng, 10 đồng, bên Cộng hòa kiếm 5 đồng, 15 đồng, 20 đồng. Còn bên kia thì tỷ phú này, tỷ phú kia. Thế thì thưa giáo sư Vũ Quý Kỳ, có luật pháp nào nói rõ là cái quyền ủng hộ tiền
cho các ứng cử viên nó có bị giới hạn bởi những luật gì hay không? Xin mời giáo sư. Thưa, về phương diện này thì tôi không phải là người có thẩm quyền để trả lời. Tuy rằng có nó có một cái luật, nó có những cái luật để hạn chế cái sự đóng góp của những người bên ngoài, không rõ được con số chính xác, thành ra tôi không có dám trả lời một cách mơ hồ. Xin thành thật cáo lỗi. Và tới đây có lẽ chúng ta cũng đã tới giờ để đúc kết buổi hội luận hôm nay. Xin mời giáo sư Vũ Quý Kỳ cho một vài lời ngắn gọn để chúng ta đúc kết cái buổi hội luận hôm nay. Xin mời giáo sư. Thưa, như vậy thì ngày hôm nay là cái đề tài của tôi trình bày là, thứ nhất là giữa hai ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ, chúng ta đã nghiên cứu và đề cập tới những ưu thế và nhược điểm của ứng cử viên. Có lẽ tất cả đa số những người có theo dõi tình hình ở nước Mỹ đều đồng ý với nhau là cái sự chênh lệch nó quá rõ rệt. Một bên là một ông tổng thống, ông bỏ hết ngày giờ, tiền bạc, ông lo cho dân, và ông đã đưa lại những thành quả mà nó nổi bật trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống, cho tới khi có cái nạn dịch, đại dịch. Và tôi nhận thấy, tôi suy từ những cái người gọi là dân thường của Việt Nam đó, thì đa số đều tỏ ra một cái tình thắm thiết đối với cái ông tổng thống Donald Trump. Và chưa bao giờ tôi thấy cái thái độ của người dân đối với cái ông tổng thống nó là như vậy. Họ thương ông và họ kính trọng ông và họ chỉ mong cho ông thắng cử. Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ có người Việt mới nghĩ như vậy. Người Mỹ họ cũng khôn chứ họ cũng có ngu. Và tôi nghĩ là đa số người Mỹ họ cũng có một cái tình cảm như vậy. Và có những dấu hiệu rất là rõ rệt, như là những cái cuộc biểu diễn, biểu cường của tuần hành ở bên California, rồi những cái buổi mà người dân chủ họ tuần hành ở bên 500.000 người dân chủ tuần hành ở Washington DC để kêu gọi ông Trump thêm 4 năm nữa. Đấy là những người dân chủ đó. Và thế rồi những người Mỹ da đen họ đi hàng mấy ngàn người và họ ủng hộ ông Trump và họ ủng hộ cảnh sát, tức là họ chống lại cái phe Black Lives Matter. Thế thì kết luận mà tôi đưa ra đó, mà tôi khó mà nói khác được ấy, là cái thế của ông Trump nó có vẻ mạnh lắm, rất là mạnh. Và trong khi đó thì những bê bối của ông Biden cứ dần dần nó rỉ ra, và đến cái phút gọi là nó nổ bùm trong 1-2 tuần lễ trước ngày bầu cử, thì cái đó nó có ảnh hưởng rất mạnh đối với dân chúng Hoa Kỳ, và nó khiến cho những người mà dân chủ đó họ phải bàng hoàng và họ nghĩ rằng họ đã chọn lầm. Và chính người dân chủ họ cũng nghĩ rằng cái lãnh đạo dân chủ đã đi sai đường. Như vậy thì cái kết quả mà chúng ta sẽ thấy là rất là hiển nhiên là ông Trump sẽ thắng lớn và ông Biden sẽ bị thua lại, lụt bại. Nhưng trong khi đó thì có những cái đe dọa về loạn lạc và có sự gian lận bầu cử. Mà cái gian lận bầu cử thì khó mà tránh khỏi bởi vì nó là nằm trong máu của Đảng Dân Chủ rồi. Thế thì nó sẽ khiến cho cái cuộc bầu cử nó không được xuôi chèo mát mái và nó sẽ có gặp những cái trục trặc vì những chuyện phải kiện tụng tới pháp đình và cuối cùng là phải đi tới tối cao pháp viện. Và nếu mà đi tới tối cao pháp viện thì nếu mà bên
bảo thủ có đa số thì những chuyện giải quyết nó sẽ ngả về phía ông Trump. Nhưng mà đại cương thì tôi tin là ông Trump sẽ đạt được đa số phiếu rất là lớn, gọi là landslide, nghĩa là núi lở đấy. Và xin hết lời. Lạc Việt xin thay mặt cho Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Facebook Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa trân trọng cảm ơn giáo sư Vũ Quý Kỳ đã cho một cái bài biên khảo về cái cuộc vận động cuối cùng, tình hình vận động cuối cùng của Tổng thống Donald Trump và của ông cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã đến cái những cái ngày chót. Và hiện nay là vấn đề bầu cho ông Trump, ông Biden, mà là một cái cuộc bầu giữa thiện và ác. Nếu mà phe thiện thắng cử thì sẽ tát cạn đầm lầy mà Joe Biden, Hunter Biden, Bill Hillary, Bill Clinton, tất cả những cái đầm lầy đó sẽ. Và hy vọng sớm nước Hoa Kỳ nền Cộng Hòa Dân Chủ Pháp Trị sẽ trở lại với cái nguồn gốc mà các quốc phụ Hoa Kỳ đã thành lập ra, nền Cộng Hòa và Dân Chủ Pháp Trị. Và bây giờ chúng ta thêm một lần nữa cầu nguyện cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong ngày tưởng niệm hôm nay, và cũng cầu rất nhiều xin ơn trên để cho Tổng thống Donald Trump có sức khỏe, có thông minh và có trí khôn ngoan để mà có thể thắng cuộc bầu cử này và đưa đất nước Hoa Kỳ trở lại với cái nguồn gốc tốt đẹp của các quốc phụ Hoa Kỳ đã hình thành ra nước Hoa Kỳ. Và sau đây qua bài hát Việt Nam, Việt Nam và những cái bài Thank You America sẽ tiếp tục cho cái phần đúc kết này. Keep America great. Keep America great. Stick to our guns. Keep the freedom we won. Keep America great. Ain't if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Let's join as one. Let me hear you say, Go Trump 2020. Go Trump 2020. Go Trump 2020, vote Trump! Keep America first, keep America strong. We are all in the fight for our God-given rights. Keep them on. 1, 2, 3, 4. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote, it's time to pray. If you look back, let me see you pray. Vote Trump! 2020, vote Trump. 2020, vote Trump. 4 more years. Come on everybody, 4 more years. Come on everybody, 4 more years. There will never be a Trump. 2020, vote Trump. 2020, vote Trump. 2020, vote Trump. Keep America great. Keep America great. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, where the flag still stands feet on and they can't take that away. And I'm proud to live where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you, and if they were still today.
đời Việt Nam hai câu nói trên đời tôi Việt Nam thương tôi Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hai câu nói sau khi nữa xin cảm ơn tất cả quý bậc đường thường và quý thân hữu trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt và trên Facebook chính nghĩa Vũ Kỳ và nhóm bắt đầu chiến thắng của ông Donald Trump và cái ngày giờ sẽ được xác định sau.